Cuộc sống đáng mơ ước của con trai ruột Hoài Linh khi làm kỹ sư ở Mỹ. Con trai Hoài Linh được hãng hàng không American Airlines nhận vào làm kỹ sư từ hàng nghìn hồ sơ ứng tuyển. Anh có cuộc sống phù hợp với sở thích du lịch và nhiếp ảnh. Con của Sao Việt luôn nhận được sự quan tâm từ dư luận. Có không ít người chọn con đường của bố mẹ để nối nghiệp, nhưng trong số đó lại khá chật vật vì phải nỗ lực thoát khỏi cái bóng quá lớn. Số còn lại đều lựa chọn con đường riêng để phát triển sự nghiệp. Hoài Linh có hai con ruột nhưng danh hài không công khai vì lo sợ làm ảnh hưởng đến cuộc sống con mình. Giữa năm 2016, Sáu Bảnh sung sướng khoe ảnh võ Lê Thành Vinh và con nuôi Hoài Lâm với chú thích yêu chó con, còn một năm nữa tốt nghiệp rồi, cố lên. Ngay lập tức cộng đồng mạng phát hiện chàng trai này rất gần gũi với gia đình Hoài Linh, một nguồn tin thân cận tiết lộ Thành Vinh là con trai lớn của nghệ sĩ ưu tú. Năm 2017, Thành Vinh sung sướng tiết lộ anh đã gửi hồ sơ ứng tuyển vị trí kỹ sư của hàng không nổi tiếng American Airlines. Trước đó, anh đã gửi đơn xin việc nhiều nơi nhưng bị từ chối nên không còn đặt hy vọng. Tuy nhiên, trong hàng nghìn hồ sơ, hãng máy bay danh tiếng đã chọn Thành Vinh cùng 13 người khác. Đứng trước cơ hội có 102, võ Lê Thành Vinh quyết định bảo lưu kết quả học tập ở trường cao đẳng University of Texas, chuyên ngành Bachelor of Science in Mechanical Engineering để làm việc ở hãng American Airlines. Năm 2018, anh sẽ tranh thủ học tiếp để tốt nghiệp, được làm việc ở hãng bay danh tiếng. Ngoài thu nhập, chàng trai sinh năm 1990 còn có quyền lợi được bay bất cứ nơi đâu và có thể dẫn cha mẹ, vợ hoặc bạn gái theo cùng. Thành Vinh sung sướng chia sẻ du lịch là sở thích từ nhỏ của mình, nên khi vào đây làm, anh sẽ được thỏa mãn ước mơ. Trao đổi với con trai Hoài Linh, anh cho biết công việc nơi đây rất tốt, mọi thứ đều đang tiến triển thuận lợi. Công việc, cuộc sống của tôi đều đang theo ý muốn, tôi rất hạnh phúc, võ Lê Thành Vinh nói. Tuy nhiên trước đó, võ Lê Thành Vinh đã nỗ lực rất nhiều để có thành công ở hiện tại. Vì muốn con trai ở gần mình, nên sau khi học hết cấp 3, Hoài Linh mới đưa Thành Vinh sang Mỹ học chuyên ngành. Ngay còn nhỏ, anh đã mơ ước được trở thành kỹ sư nhằm góp phần tạo nên các cỗ máy biết bay. Vì thế, suốt 12 năm, anh nỗ lực học tập giỏi các môn tự nhiên. Khi sang Mỹ, chàng trai 27 tuổi gặp khó khăn về ngôn ngữ, anh phải học gấp 3 lần người khác mới hiểu được bài giảng. Sau đó, Thành Vinh tiếp tục phấn đấu để có học bổng. Cuộc sống của võ Lê Thành Vinh khiến không ít người ngưỡng mộ. Anh nói sau 27 năm phấn đấu, giờ là lúc anh tận hưởng cuộc sống, dành thời gian cho những người thân yêu. Trên trang cá nhân, Thành Vinh thoải mái chia sẻ sở thích lái xe. Yêu thích du lịch và nhiếp ảnh, võ Lê Thành Vinh tự trang bị máy ảnh. Anh thường chụp thắng cảnh mỗi khi có dịp du ngoạn. Ngoài giờ làm việc, Thành Vinh thoải mái tận hưởng cuộc sống của một chàng trai độc thân. Anh hào hứng khám phá mọi thứ vui ở đất Mỹ. Võ Lê Thành Vinh thường du lịch cùng bạn bè hoặc người thân mỗi khi rảnh rỗi. Con trai Hoài Linh cho biết cuộc sống hiện tại rất mong manh. Anh học cách sống chậm để biết yêu thương nhiều hơn. 27 năm qua tôi sống vì ước mơ, không có thời gian cho bản thân, nên giờ đã đến lúc phải sống thật sự, anh nói. Hỏi Thành Vinh đã có bạn gái chưa, anh ngại ngùng cho biết mình vẫn còn đang độc thân. Anh tự nhận tính cách của mình có phần hiền lành, rụt rè trước các cô gái. Võ Lê Thành Vinh cũng dành nhiều lời khuyên cho các du học sinh muốn thành công ở xứ người. Anh nói mình không ngừng nỗ lực cố gắng hơn người khác để hòa nhập ở môi trường mới. 27 năm làm con của Hoài Linh, Thành Vinh chưa bao giờ làm bố thất vọng. Ngày con trai được nhận vào làm ở hãng bay danh tiếng, danh hài không giấu vẻ tự hào, gặp ai cũng khoe niềm hạnh phúc. Tuy nhiên, nghệ sĩ nổi tiếng khuyên con trai không nên ngủ quên trên chiến thắng, bởi đây chính là thành công bước đầu. Tiết lộ bí mật động trời về gia đình Hoài Linh và bốn con ruột ít người biết. Có bao nhiêu con nuôi, ai cũng biết, nhưng con ruột của anh thì chẳng ai hay. Hoài Linh rất kính tiếng. Với nghệ thuật, anh sẵn sàng dốc hết ruột gan để chia sẻ, nhưng chuyện gia đình, anh chỉ giữ cho riêng mình. Cũng bởi vậy, Hoài Linh đi tới đâu, khán giả cũng hỏi. Nhiều người vì tò mò, số khác vì thương. Họ thương vì thấy anh cứ lầm lũi một mình, sức khỏe không tốt, còn suốt ngày gắn với mấy con cá khô. Nghe chuyện mỗi lần anh diễn là một lần bình oxy túc trực ở cánh gà, khán giả càng xót. Nhưng người ta hỏi thì nhiều, chứ Hoài Linh chẳng mấy khi trả lời. Anh lúc nào cũng lắc đầu ngoài ngoại, rồi cười bằng cái điệu cười ăn tiền trên sân khấu. Ấy vậy mà cách đây 2 năm, trong một chuyến lưu diễn ở Nhật Bản, Hoài Linh đã tâm sự một lần. Dù chẳng thỏa mãn, nhưng cũng đủ để người yêu mến anh biết chút ít về thần tượng. Rất nhiều quý vị thắc mắc, Hoài Linh năm nay bao nhiêu tuổi, có con chưa, có vợ chưa? Trời ơi, mấy cái đó em nghe nổi da gà. Con của Linh đứa đầu năm nay cháu ra đại học, cháu sinh năm 90. Đứa út nói ra mang nhục nhã chút, cháu mới 2 tuổi. Ông bà ta nói cha già con mọn chơi vơi, cha làm trối chết con chơi tối ngày. Hồi đó Linh có cười một người rồi. Mà đúng thiệt, ông bà mình nói, đâu có sai.
Cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười. Hiện giờ người ta cười lại em nhục hết biết. Nhưng mà không sao, con cái là cái phước, cái lộc, thôi trời cho sao mình lãnh vậy. Nói chứ hoàn cảnh cũng éo le lắm. Lấy nhau 10 năm, ly thân 9 năm không có đứa nào hết, về sáp sáp vui vui lại dính. Chỉ có khán giả tại đây mới biết thôi, chuyện này Linh giấu kỹ lắm, vì nhục quá mà không dám nói cho ai. Hoài Linh thật thà. Những lời tâm sự của Danh Hài khiến khán giả có mặt tại buổi biểu diễn hôm đó cười ồ lên vì bất ngờ. Họ không phải cười vì cái nỗi nhục anh đang mang, mà cười vì sự duyên dáng, hóm hỉnh của Hoài Linh khi anh chia sẻ về hoàn cảnh gia đình. Cũng trong đêm nhạc hôm đó, Tư Rờm có nói, hơn 20 năm làm nghề, được khán giả yêu thương là niềm hạnh phúc của Hoài Linh. Đối với anh như vậy là quá đủ. Vốn sống tâm linh, nên dù cuộc đời có bao nhiêu sóng gió và thử thách, Danh Hài chẳng một lời oán than, mà tâm niệm, ông trời đặt sao mình chịu như vậy. Cuộc đời có ai có lúc nào vui hết đâu, cũng giống như dòng suối vậy đó, phải uống mình và chảy qua thác qua ghềnh. Linh chấp nhận tất cả sóng gió éo le trong cuộc đời để vui mà sống. Đó là Hoài Linh là vậy. Nhiều người hỏi nhiều quá anh chẳng trả lời, nhưng đôi khi chẳng ai nhắc tới, anh lại tự mình kể. Cũng nhờ câu chuyện bất ngờ này mà khán giả hiểu thêm về cuộc sống và con người của Hoài Linh, để có thêm lý do để yêu mến một nghệ sĩ hết sức hết lòng vì nghề. Lần hiếm hoi, Hoài Linh trải lòng về gia đình và con ruột 4 tuổi. Hoài Linh có bao nhiêu con nuôi, ai cũng biết, nhưng con ruột của anh thì chẳng ai hay. Hoài Linh rất kính tiếng. Với nghệ thuật, anh sẵn sàng dốc hết ruột gan để chia sẻ, nhưng chuyện gia đình, anh chỉ giữ cho riêng mình. Cũng bởi vậy, Hoài Linh đi tới đâu, khán giả cũng hỏi. Nhiều người vì tò mò, số khác vì thương. Họ thương vì thấy anh cứ lầm lũi một mình, sức khỏe không tốt, còn suốt ngày gắn với mấy con cá khô. Nghe chuyện mỗi lần anh diễn là một lần bình oxy túc trực ở cánh gà, khán giả càng sót. Nhưng người ta hỏi thì nhiều, chứ Hoài Linh chẳng mấy khi trả lời. Anh lúc nào cũng lắc đầu ngoài ngoại, rồi cười bằng cái điệu cười ăn tiền trên sân khấu. Ấy vậy mà, cách đây 2 năm, trong một chuyến lưu diễn ở Nhật Bản, Hoài Linh đã tâm sự một lần. Dù chẳng thỏa nhưng cũng đủ để những người yêu mến anh biết chút ít về thần tượng. Rất nhiều quý vị thắc mắc, Hoài Linh năm nay bao nhiêu tuổi, có con chưa, có vợ chưa? Trời ơi, mấy cái đó em nghe nổi da gà. Con của Linh, đứa đầu năm nay cháu ra đại học, cháu sinh năm 90, đứa út nói ra mang nhục nhã chút, cháu mới 2 tuổi. Ông bà ta nói, cha già con mọn chơi vơi, cha làm trối chết con chơi tối ngày. Hồi đó Linh có cười một người rồi. Mà đúng thiệt, ông bà mình nói, không có câu nào sai. Cười người chớ vội cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười. Hiện giờ người ta cười lại em nhục hết biết, nhưng mà không sao, con là cái phước, cái lộc. Thôi trời cho, sao mình lãnh vậy. Nói chứ hoàn cảnh cũng éo le lắm. Lấy nhau 10 năm, ly thân 9 năm, không có đứa con nào hết, về sáp sáp vui vui dính. Chỉ có khán giả tại đây mới biết thôi, chuyện này Linh giấu kỹ lắm, vì nhục quá mà không dám nói ra. Hoài Linh thật thà. Những lời tâm sự của Danh Hài khiến khán giả có mặt tại buổi diễn hôm đó cười ồ Linh vì bất ngờ. Họ không phải cười vì cái nỗi nhục anh đang mang, mà cười vì cái duyên dáng hóm hỉnh của Hoài Linh khi anh chia sẻ về hoàn cảnh gia đình. Cũng trong đêm hôm đó, Tư Rờm có nói, hơn 20 năm làm nghề, được khán giả yêu thương là niềm hạnh phúc của Hoài Linh. Đối với anh như vậy là quá đủ. Vốn sống tâm linh, nên dù cuộc đời có bao nhiêu sóng gió và thử thách, Danh Hài chẳng một lời oán than mà tâm niệm, ông trời đặt sao mình chịu vậy. Cuộc đời có ai lúc nào cũng vui hết đâu, cũng giống như dòng suối vậy đó, phải uống mình và chảy qua thác qua ghềnh. Linh chấp nhận tất cả sóng gió éo le trong cuộc đời để vui mà sống. Đó, Hoài Linh là vậy đó. Nhiều khi hỏi nhiều quá anh chẳng trả lời, nhưng đôi khi chẳng ai nhắc tới, anh lại tự mình kể. Cũng nhờ câu chuyện bất ngờ này mà khán giả hiểu thêm về cuộc sống và con người của Hoài Linh, để có thêm lý do để yêu mến một nghệ sĩ hết sức hết lòng vì nghề. Nghệ sĩ Hoài Linh lần đầu chia sẻ về người con bị tự kỷ. Trên sóng truyền hình, lần đầu tiên nghệ sĩ Hoài Linh tiết lộ việc có một người con nuôi bị tăng động và chứng tự kỷ. Tập 7 show tài tử tranh tài, giám khảo Hoài Linh gây bất ngờ khi tiết lộ có một người con nuôi mắc chứng tự kỷ. Sau tiết mục lạc vào xứ sở thần tiên do nghệ sĩ ưu tú Lê Hồng Thắm và Nam Thanh Phong thể hiện,
Hoài Linh nhận xét tiết mục giống như câu chuyện về chính anh. Trong vở diễn, Nam Thanh Phong đóng vai một đứa trẻ bị tự kỷ, luôn ước mơ được sống ở xứ sở thần tiên. Lê Hồng Thắm vào vai người mẹ, người sẵn sàng làm tất cả vì con của mình. Hoài Linh chia sẻ, anh hiểu nỗi đau của nhân vật do nghệ sĩ Hồng Thắm thể hiện. Cảm ơn Hồng Thắm, cảm ơn Thanh Phong đã đem đến một tiết mục chạm vào trái tim tôi. Vì hiện tại tôi có một đứa con nuôi, cháu cũng đang bị tăng động và tự kỷ, anh trải lòng. Danh hài cho biết, người con này có thể nghe được nhưng không thể nói chuyện bình thường. Do đó tôi rất hiểu và thông cảm cho những người làm cha, làm mẹ, có những người con như thế, anh nói thêm. Tuy nhiên anh góp ý, Nam Thanh Phong có gương mặt, cười cũng như buồn, buồn cũng như cười, nên chưa thể hiện được trọn vẹn nội tâm của người tự kỷ. Hoài Linh được biết đến như một nghệ sĩ có nhiều con nuôi nhất giới giải trí. Trong số những người con anh nhận làm cha, Hoài Lâm là nghệ sĩ trẻ nổi tiếng nhất. Hoài Lâm cũng đổi nghệ danh theo họ của Hoài Linh. Ngoài quán quân gương mặt thân quen 2014, Gia Bảo, Hữu Thiên, con gái danh hài Thúy Nga, bé Bu con nghệ sĩ Hồng Tơ cũng được nghệ sĩ già cổ Hoài Lan đỡ đầu. Hồi năm 2014, khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn vì bệnh tật và sự nỗ lực vượt qua số vận của Thái Trân trong The Winner Is, vua làng hài đã nhận cô làm con nuôi. Nhưng từ trước đến nay, chưa bao giờ chia sẻ về một người con khác mắc chứng tự kỷ và tăng động. Tài tử tranh tài mùa 2017 với sự tham gia của các nghệ sĩ như Hồng Thắm, Nam Thanh Phong, Dũng Nhi, Tuyền Mập hiện vẫn thu hút khán giả trên sóng đài truyền hình Vĩnh Long 1. Tập 7 với chủ đề cổ tích và thần thoại vừa khép lại cùng giải thưởng dành cho Dũng Nhi và Tuyền Mập, Hồng Trang, Hoàng Dẫn. Tập 8 của tài tử tranh tài với chủ đề Duyên Kiếp sẽ được phát sóng vào ngày 11 tháng 4.